Dạ, Phước xin kính chào ông bà cô chú đã trở lại video tiếp theo của Phước. Thì hôm qua Phước cũng có xem những video trên những kênh anh em đi quay về anh Ngọc á. Thì Phước cũng đã biết là anh Ngọc là bán nước được một hôm rồi. Thì hôm nay Phước cũng muốn đến cho anh Ngọc hỏi thăm tình hình buôn bán của anh như thế nào. Thì mời cả nhà đón xem video của Phước nha. Phước hôm nay Phước sẽ vào bên trong đi hỏi xem anh Ngọc buôn bán như thế nào. Một người vậy hôm qua là ngày đầu tiên của anh đi bán á cả nhà. Chiều là có mấy giờ mới ra bán anh Ngọc? Tầm mát trời 3 giờ à, mình bán là mấy giờ mình mới về anh? Bán hết nước thì về. Hết nước thì về ha. Cái buổi tối ngoài đó là cái lượng xe cũng đi qua lại đông, công nhân đã về rồi này kia. Dạ, công nhân thì giấc chiều nó ít uống lắm. Dạ. Có mấy đứa nhỏ nhỏ đi chơi, nó đi chơi, nó chạy xuống chơi á. Dạ. Rồi nói anh làm cái thùng này chắc đựng có mới ít, số lượng ít đó. Dạ. Anh bán tới đâu anh làm tới ấy tới đó. Mình lấy thùng á, mình lấy số lượng mình lấy thùng á, nó sẽ rẻ hơn là mình lấy lốc. Thùng đó. Lấy thùng 6 chai. Không, không phải anh lấy là anh lấy lốc rồi, anh lấy nguyên thùng luôn. Nguyên thùng vốn rồi. À. Bán nhiều đó lấy 5 lốc thì được rồi. À, là bữa đầu tiên anh bán được 5 lốc. Mau anh. Mau. À, bữa đầu tiên mà được 5 lốc là đúng ok rồi. 5 lốc là khoảng bao nhiêu tiền ta? Đúng. Mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn ha. Cũng mong là anh bán được. Rồi anh có định kèm cái gì thêm không anh Ngọc? Chưa ha. Chưa có gì nữa. Rồi bán cho mấy cô vui á. Dạ. Bán gì bán. Bây giờ từ nó khỏe ăn rồi. Bán bánh đồ treo theo á. Dạ. Cái tối rồi. Dạ. Này kia. Bán vậy đâu có lời được nhiêu đâu. Dạ. Lời được như 5 lốc lời được mấy chục ngàn gì. Đúng rồi. Cũng chưa được xa hôm qua giờ cũng không kiếm tiền. Là do bây giờ là anh không có vốn nên mua nhiều anh bán. Đúng không? À, hay là cái lượng khách lúc này nó ít rồi anh bán ít? Chưa có ấy á, chưa có người biết á. Dạ. Mình bán ít ít thôi. Dạ. Mà bán thấy được á mình mới lấy nhiều. À đúng rồi. Chứ mình lấy nhiều về cái để lâu thì chất lượng nó không có bằng mình mới lấy về mình bán ha. Dạ. Ở đây bà con mình thì chuộng cái nào á thì anh lấy cái đó nhiều nhiều một tí. Ừ. Ví dụ buổi chiều trời nắng này mình lấy những cái nước gì mà nó mát hay như nào đó. Xì tin đồ á, xì dạ. Tin đồ nhiều với 247. À. Vô lông với trà xanh à. Bữa đầu tiên ra có ngại không ạ? có gái mua không? Có gái mua không? Có. À. Bữa đầu tiên ra chắc cũng chân mình bán. Có gái mua là được rồi. Con nhỏ kia ngồi hoài kế bên. Mua nước xong ngồi kế bên luôn. Nó ngồi thằng này nè. Mình xe đâu mày. À. Là mỗi mốt là phải đặt là hot boy bán nước. Bán nước uống. Hot boy bán nước tại cầu Cần Thơ. Hot boy bán nước dưới chân cầu Cần Thơ hả? Ừ. Dưới dốc cầu Cần Thơ. Không, anh Ngọc đẹp trai chứ bộ. Không, anh bán ở khu công nghiệp Bình Minh đó hả? Ở đây nè. À. Khu công nghiệp trong đó. À. Thì em thấy rất chiều ở đây cũng có lượng công nhân cũng hay đông. Phải đường chắc sáng anh ra sớm, làm 6 giờ anh ra. Làm 6 giờ ra thì công nhân bán quá trời nhiều luôn. Ở đường đi chắc sáng là bán chỗ nào cũng có chứ. À, người ta bán nhiều mà. À. Anh Ngọc ra mỗi ngày lúc mà anh mới ra anh bán á, có cái chỗ mình bán á, có bị ai làm khó dễ như thế nào không anh? Không. À, cũng như là mạnh ai nó bán thôi ha.
Tại vì lúc đầu em cũng lo, không biết là cái chỗ đó có phải của người ta hay không, hay như nào, sợ anh ra bán người ta rầy anh hay là như nào. Nên đậu dưới kia rồi đó giờ không có ai bán cho. Dạ. Anh hôm qua là anh đi lúc mấy giờ? Ba mấy. À, ba mấy chiều. Lúc nào mới về anh? Năm sáu giờ mấy. Đó là hết nước rồi đấy ha. Năm như vậy là đắt rồi đó. Nếu anh đi được buổi sáng nữa là ngon. Nếu đi được buổi sáng là một ngày em nghĩ chúng ta bán hơn 100 chai. Buổi sáng thì mình đậu ngoài này cũng có người ta đậu hết trơn rồi. Ừ. Không kệ, 100 người bán một lần thì buôn bán mà. Là hết thì... chỗ đậu ha. Để có nhiều người quá trời rồi mình đậu đấy. Là nếu mà được bán ở đó buổi sáng thì sẽ nhiều hơn, nhưng mà có cái là bây giờ mình không có chỗ đậu. Mình đậu dài ra vậy thôi. Cái chiều bán cái đó như tới sáng á. Đấy còn mát mát trời mình đậu ra ngoài kia mình bán một chút. Buổi sáng là anh định bán ở dưới chân cầu Cần Thơ. Đậu xe ngoài đó là đậu bán. Em nghĩ là nếu bán ở trên cầu thôi là mình bán buổi trưa nó hợp lý hơn. Buổi trưa khách đi miền Tây lên Sài Gòn người ta khát nước thì ghé. Đi bán vậy về tối một mình thôi thủ cũng buồn. Để cuộc sống này gắn phấn đấu vươn lên chứ sao giờ. Giờ có buồn cũng phải cũng ở một mình, không buồn cũng ở một mình. Anh em hôm qua là sửa cho anh nghe trời lên đó, ok nó hết dầu rồi. Làm gì nó đỡ hầm hơn lúc trước á anh Ngọc. Thế nó cũng vậy. Như vậy. Cũng hầm. Cũng hầm không? Vậy đó. Nó mùa hô na nắng thì nó hốc lắm. Chịu không nổi. Hồi nãy nói là cái bàn thờ của Chí Mi là anh đem ra đây. Mà ở đây cái điều kiện để làm cái quạt thì không có, tại vì anh không có điện. Dạ. Nói như có điện được thì trang bị quạt như thế nào cho đỡ, bởi tại vì buổi sáng anh đi bán nguyên buổi về anh mệt lắm rồi. Cảm giác em từng đi bán em biết nè, ra đó dù đứng mình không làm chân mình chờ người ta lại mua nó nhưng rất là mệt. Đúng rồi. Nắng nóng rồi gió đồ này kia lắm cha. Người về quen. Dạ. Người về giấc trưa này nó hầm hỉ nó, nhưng mà có cái điều kiện bắt buộc mình phải sống như vậy chứ. Thật ra có đường điện thì có cái quạt nó khỏe, chưa nghỉ ngơi đồ cũng được. Bởi vì hổm em mới nói là mua cơm hộp ăn chứ anh đừng có nấu, anh đi làm về anh nấu cực dữ lắm. Nấu không có kịp thời gian để anh nghỉ rồi anh đi ra anh bán lại nữa. Rồi mình bán nhà mình cũng bán giờ nào thì cũng được. Dạ. Cái này nó cũng mình đâu có ốp sẵn đâu mình sợ. Dạ. Khi mình bán cái mình ra cái mình muốn đá mình ốp vô mình bán. Mệt quá thì mình nghỉ. Mà thấy vui không? Ra bán thấy vui không? Dạ. Cũng vui ha, cũng gặp người này người kia chứ anh ở đây có mình giết bị chết luôn. Dạ, gặp người này người kia nó mua mà có em hỏi anh này mấy người mua có ai biết anh là anh Ngọc sống với chân cầu Cần Thơ không? Chưa biết ha, mốt lận bản hiệu đi Ngọc chứ sống với chân cầu Cần Thơ. Chân là cũng biết. Dạ, có người cũng biết thì nói chung thì cô chú nào biết thì sẽ ủng hộ anh thôi. Hoàn cảnh của anh ai không thương thì ghé ủng hộ một chai nước hai chai nước nó là như thế nào đó thì anh bán đỡ hơn.